Xin chào quý vị các bạn. Nay là mình vừa lắp chiếc đầu Android cho con xe Accord. Accord đời 2009-2008. Lắp cái con này, đặc điểm của lắp cái dòng đầu này là phải thêm cái màn hình dưới. Cái màn hình dưới này là sẽ là cái màn hình mà để ấy để hiện gió điều hòa, hiện thông tin của gió, nhiệt độ. Các bạn có thể nhìn thấy nhiệt độ. Với cái màn trên này thì này chỉ để dùng để xem phim, nghe nhạc, xem TV trực tuyến, YouTube đây. Để chạy được cái này thì phải nhấn sang AUX này, nhấn sang AUX để nó lên tiếng ở đây. Nói chung là khá là đẹp, nhìn vào vừa khít chút thôi. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm thì hãy liên hệ ngay với mình nhé, để mình báo giá cho các bạn. Giá tốt nhất ở với Hiếu thì làm về kỹ thuật là khẳng định là sẽ là tốt nhất. Còn về giá cả thì là hợp lý nhất chứ không thể nào tốt nhất được. Cảm ơn các bạn đã xem video.